Chào các bạn, hôm nay mình lắp đặt một chiếc bồn chứa nước. Mình chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Đây là chiếc bồn nhựa Thái Bình 1.000 lít. Gen trong và gen ngoài để cố định đường nước cấp từ bồn của nhà sản xuất đi theo bồn có ưu điểm là mỏng và rất dễ nứt vỡ khi nắp, nên mình đã thay thế bằng gen trong và gen ngoài 42 với nhựa tiền phong. Tiếp đó là mình nhâm một khóa nhựa, một sắc co, một tê thu 4227. Tê thu này để lắp thêm một cột áp lấy áp lực nước cho đường nước khi mà sử dụng nước từ bồn. Tiếp theo là một van một chiều. Van một chiều lắp vào đây để có tác dụng khi mà ta sử dụng trực tiếp nước máy. Thì van có tác dụng là chống tràn cho bồn. Để chống tràn cho bồn, khi ta sử dụng nguồn nước cấp vào bồn bằng nước máy, mình đã chuẩn bị một phao cơ thông minh, một góc gen trong 2715, sau đó ta kết nối chúng vào với nhau. Và tiếp tục kết nối chúng vào đầu đường ống cấp vào bồn. Bồn được kết nối với ống cấp nước khí 60 bằng các chi tiết đầu ra từ bồn sử dụng ống phi 42. Đây là khóa nhựa 42, giắc co 42, tê thu 4227, để lắp thêm một đoạn 27
độ cao bằng chiều cao của bồn, lấy áp lực nước cho bồn khi sử dụng nước từ bồn. Van một chiều, bồn hai. Tê thu 60-27. Khóa nhựa 27. Đường ống cấp nước máy vào bồn. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video chia sẻ cụ thể về đường nước khi sử dụng trực tiếp nước máy.